Thời gian qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của giáo viên tổng phụ trách đội. Tổng phụ trách là một nghề đòi hỏi rất nhiều sự năng động, sáng tạo, chịu khó học hỏi và trên hết là phải có lòng yêu thương trẻ. Và thầy Trần Hữu Thạch, giáo viên tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Bảo Quang, thị xã Long Khánh là một gương mặt trẻ tiêu biểu mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, bằng sự nhiệt huyết với công tác đội, trong nhiều năm qua, thầy Trần Hữu Thạch đã tổ chức rất nhiều hoạt động bổ ích và thiết thực cho học sinh trường Trung học cơ sở Bảo Quang. Và trong năm 2019 này, thầy cũng là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu được tỉnh đoàn tuyên dương. Với vai trò thủ lĩnh, thầy Trần Hữu Thạch luôn phấn đấu tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ. Thời gian qua, thầy đã tích cực triển khai nhiều phong trào sáng kiến, thu hút đông đảo đội viên tham gia như giúp học sinh đội viên học tập lịch sử đất nước, thế thứ các triều vua Hùng thông qua hoạt động đội, kiểm tra chuyên hiệu an toàn giao thông bằng phương pháp quan sát thực tế, các hội thi học kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các hoạt động đội của trường nó rất ý nghĩa, lành mạnh và giúp chúng em nâng cao kỹ năng sống. Thầy giỏi, luôn quan tâm đến học sinh, muốn giúp cho học sinh có một môi trường tốt, khỏe mạnh, lành mạnh hơn. Là địa phương vùng sâu vùng xa của thị xã, các em đội viên nơi đây ít có điều kiện tham gia các phong trào cho hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn. Ý thức được điều đó, thầy Thạch đã tích cực vận động các mạnh thường quân chăm lo cho đời sống đội viên. Trong năm qua, thầy cùng nhà trường đã trao tặng hơn 98 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao công trình thanh niên trị giá trên 12 triệu đồng cho các trường tiểu học trên địa bàn thị xã. Thì bản thân tôi sẽ luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo ra những cái giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng đội viên và sẽ tổ chức nhiều các hoạt động có ý nghĩa thiết thực hơn, đem lại hiệu quả cao cho các phong trào hoạt động đội và của trong nhà trường và của địa phương. Vì tổ chức đội của chúng ta là một cái tổ chức đóng vai trò rất là quan trọng trong việc cái hình thành nhân cách và kỹ năng sống của các em. Thầy vận dụng rất là tốt cái ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy cho các em học sinh. Về công tác đội thì nhà trường cũng rất là may mắn, thầy có cái năng khiếu, rất là nhiều năng khiếu, đặc biệt là năng khiếu về công tác đội. Các cái hoạt động của thầy đều được các em học sinh tích cực tham gia. Và trường Trung học cơ sở Bảo Quang tuy là một cái trường nhỏ của thị xã Long Khánh, nhưng mà các cái hoạt động phong trào của đội thì đạt cái thành tích khá là cao so với các trường bạn. Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy Trần Hữu Thạch đã dẫn dắt liên đội trường Trung học cơ sở Bảo Quang trở thành liên đội mạnh nhiều năm liền, đồng thời tạo ra thêm nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi thị xã.